Ok, xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại với Total War Warhammer 2 với campaign Lizardman Part 2. Vậy thì mình đã thấy rằng là cái campaign của mình Part 1 làm cũng khá là được nhiều người xem. Nói chung là không nhiều người xem như các anh kia đâu, nói thật là nó thẳng là vậy đi. Nhưng mà vẫn thấy nhiều người xem với mình. Thì mình sẽ làm tiếp Part 2 nha. Vậy cho lần trước mình đã đánh bại được bọn toàn bộ đấu quần bọn Oscar ở hai tỉnh là Monolith of Fallen Gods và Skye. Skye là một cái thành nên là mình đánh nó cũng khá là mệt người. Phải nói thẳng là vậy đi nha. Cực kỳ mệt người luôn. Thì trong part lần này mình sẽ cố gắng xử lý cái bọn Ziggurat of Dawn, cái tỉnh cuối cùng của cái bọn người Noska này. Và sau đó là mình sẽ đánh nhau với bọn Skaven. Bởi vì là trong part lần trước bọn nó declare war mình, trong khi mình đã có chiến tranh bọn Noska, thì nó cũng hơi khó khăn ấy. Bởi vì là bọn nó, bởi vì nhá, để cắn quyền lực ấy, các bạn nào nhìn này, mình cũng nói hơi nhanh, thông cảm đi nhá. Thì cắn cái quyền lực, hiện tại là quân đội mình chết gần hết rồi. Đây, các bạn phải kiểm chứng bằng cách là nhìn cái quân đội của Lord Masdumandi. Thì quân đội còn một tí. Thì về sức mạnh quân sự, bọn nó đang áp đảo hoàn toàn quân đội của mình. Và chỉ có mỗi bọn Skye là kém hẳn mình, bởi vì bọn nó không hề có quân đội nào cả. Thì các bạn có thể dựa vào đây, các bạn có thể dựa vào nhìn mấy cái thanh này, các bạn biết rằng là cái sức mạnh quân đội của mình nó yếu hơn hay mạnh hơn bọn nó, số lượng mà. Và chắc chắn bây giờ là quân đội của mình nó quá kém đến mức mà cả cái bọn, oh my god, ui, mình không ngờ là cái bọn Savage Orcs ở đây bọn nó mạnh như thế đấy. Đây này, hai Sentinel là của bọn Savage Orcs. Các bạn nhìn nhầm nhá, các bạn đừng tưởng nhìn cái ký hiệu kiểu này là của bọn Lizardman nhá. Mình tưởng Lizardman bắt đầu cơ, hóa ra đấy là của bọn Savage Orcs. Thì thôi rồi, thì mình sẽ lập thêm một lord mới đây đi. Thì đầu tiên là mình sẽ cho thằng Pompous Uncompromising đây, Curry Kid ở đây, Saurus of Blood. Bởi vì là ở vị trí tỉnh Skye là nó không có thành, nó không có cái gì để chiêu mộ, mà cần phải chiêu mộ theo global và mất khá nhiều tiền với cả mất khá nhiều thời gian. Thì mình sẽ chiêu mộ ở đây và lấy cho mình thêm một skin cohort với cả hai skin spear skin. Thì hiện tại là chaos cái corruption đây nó khá là nhiều, nó là khoảng tầm 10% hơn sau. Thì cái bọn này nó cũng trừ public order giống hệt trong Shogun 2, nhưng mà chỉ khác là cái public order trừ trong Shogun 2 nó có mang tính ý nghĩa là hơi nghiêm trọng hơn một tí. Thì corruption đây là trừ, oh trừ 2 à, ờ thấy thông cảm mình nhá. Thì trong public order ở trong cái Shogun 2 thì khi mà các bạn kiểu tôn giáo khác, nó cũng so sánh giống cái corruption này, corruption, chaos corruption, nó cũng kiểu tôn giáo với cả là nó bị ngộ độc, nó bị đột biến người mà. Thì nó sẽ bị cứ 10% nó trừ 2, còn Shogun 2 nó trừ 1. Nhưng mà phải khẳng định rằng là trừ 1 trong Shogun 2 là trừ, nó kiểu có giải, nó trừ kinh hơn nhiều so với trừ 2 trong cái Warhammer 2. Bởi vì là đến trừ 100 thì nó mới nổi loạn cơ nhá. Thì Enter nhở, Enter thôi. Thì xem nào, mình nghĩ xem cái gì nói, anh định nói gì nhở. Quên mất rồi. Oh my god, quên mất rồi. À, đó của mình, gần đây kém quá. Non-Russian Pact thì là nó đang bảo là thôi cũng được, bởi vì là mình nghĩ là bây giờ mình cũng hơi yếu. Thì cái việc mà Non-Russian Pact thì nó cũng khá là tốt. Cái này nó cái cơ chế khác nó cũng khá là tốt so với trong Shogun 2 ấy. Bởi vì trong Shogun 2 nó cứ kiểu declare war phát, boom luôn phát. Còn bọn này nó có Non-Russian Pact nên là thoải mái thôi nhá. Non-Russian Pact có nghĩa là không tấn công lẫn nhau cả, trong khoảng tầm chục turn đi, mình nhớ là vậy, trong khoảng tầm một chục turn. Mày sẽ di chuyển lùi sang bên này, chuẩn bị tấn công vào Ziggurat of Dawn. Tỉnh này bọn nó xây à? Nó hơi lag nhá, thông cảm đi nhá. Mình chẳng hiểu sao nó hơi lag thì thật. Nhưng mà, cũng đúng, đã hiểu. Thì bây giờ nhá, mình sẽ không cử thằng Lord này sang hỗ trợ đâu. Đâu thằng này chứ, thằng Saurus Warriors này. Mày sẽ chui sang vị trí bên này, Skorev cho anh này cái này. Đấy, nhìn lên sẽ có kho báu nhá. Các bạn chơi trong Warhammer 2 sẽ có cơ chế mới, rằng là nó sẽ thỉnh thoảng sẽ spawn một số cái mấy cái này. Các bạn cứ ra đấy nhặt và các bạn sẽ được tiền, hoặc là có mấy cái bonus trong campaign, kiểu như là cộng campaign range này, hay là chiến đấu thì cộng cái armor, attack, melee, sau đó đủ kiểu melee attack, melee defense. Đó, thì còn một cơ chế khác nữa rằng là các bạn có thể đi tìm mấy cái runes này, cử mấy lốt, chui ra mấy cái tình như Power Wars này, và kiểu đi search trong đấy và các bạn có thể tìm được một số thứ đồ hay hay
hoặc là các bạn hãy tìm được bọn Skaven. Skaven thì bọn nó không, mấy cái tỉnh bọn nó không xuất hiện ra đâu, mà bọn nó kiểu chỉ xuất hiện là theo cái góc nhìn của mình ấy, nó sẽ chỉ là mấy cái ruins mà thôi, không phải là bọn không phải gì đâu, hơi nói khó giải thích nhỉ, không phải là một tỉnh mà là chỉ nhìn là một cái ruins mà thôi, nghe nó hơi khó nói tí. Ở đây tiếp chuyên mộ tiếp nhá. Mày sẽ chuyên mộ tao thêm 2 Cyrus Warriors và thêm một skin cohort đi. Mình không cần skin skirmisher đâu, bởi vì các bạn có thể ấn đây nhá, nhìn một so sánh nhá, thì bọn này nó chỉ có speed với cả là ammunition cao hơn thôi. Và mình thực sự mà nói thì judgment is kém hơn, range kém hơn thôi. Cứ lấy bọn skin cohort này nhá, bởi vì là skin javelin kia thì nó cũng rất là hơi tí. Và đây cộng 20% ammunition cho skin unit thì có nghĩa là sẽ cộng số lượng đạn cho bọn nó để bắn. Thì đơn giản thôi. Bạn nào không hiểu tiếng Anh thì cái bác vì anh Vũ bác bảo là không hiểu tiếng Anh thì mình sẽ cố gắng giải thích một chút nhá. Objective thì mình đang có 4 nhiệm vụ ở đây, thì là purge them. Thì bây giờ là mình sẽ cần phải kiểm soát cả một tỉnh. Thì là mình tấn công vào Zygarde Dawn thì mình sẽ kiểm soát hoàn toàn một tỉnh hẳn luôn rồi. Cosmic Enhancement thì sẽ cần phải xây cái Hex Holy Zygarde. Nó là cái gì đây? Holy Zygarde là cái gì? Ở đây thành này sẽ cần lên level 3 thì mình sẽ thành công nhiệm vụ này. Skin Research is ready. Nghiên cứu một research này, Runation. Và mình sẽ cần phải tìm một cái rune. Đó, rune là mấy kiểu cái chỗ đổ nát ấy. Thì các bạn nhìn rõ ràng đây là nó nhìn cái thành kiểu này là chỗ thành đổ nát, nên là các bạn cứ vào đấy mà tìm nha. Enter. Đơn giản thôi. Thì mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe, ủng hộ cái mình nhá. Bởi vì bây giờ là nếu mà các bạn không like ấy, thì là cái YouTube nó sẽ hạn chế cái việc là share cái video của mình cho các bạn. Nên là bạn nào thích xem video của mình hãy like nhá. Cho dù các bạn subscribe nữa thì nó vẫn xuất hiện ít thôi mà. Nên là mình chỉ nói vậy thôi. Mai thì Rons of Veterans. Rons of Veterans có nghĩa rằng là hơi dậy mấy cái bọn kiểu cựu binh ấy. Thì nó sẽ tăng 25% tiền chiêu mộ nhưng mà sẽ cộng 2 nick rank. Ờ thì nghe cũng được. Ờ cũng được. Mai sẽ bắt đầu tăng tốc chạy ở đây nhá. Most match chạy ở bên này. Mình hay lag cái gì. Rồi ok, cộng 10.000 với cả Shrek and Blade. Thì mình sẽ bố trí cho thằng này của mình details. Sau đó là đâu nhỉ? Strike and Blade, Blade được, cái này được. Thì Zero Dawn thì thằng này quân đội nó vẫn hơi đông nhỉ. Thôi, cứ chiêm mộ thêm một tí nữa nhá. Rồi sau đó là mình sẽ enter. Ba thằng này của tôi vậy. Skagi hơi có vấn đề nhỉ, bởi vì là nó không mày thì sẽ tiếp tục di chuyển sang bên này vào để hộ ta vái khoảng tầm 3 thứ nữa hả? Được, chấp nhận thôi. Mình sẽ đội cái này lên level mới để mình xây thành này lên level 3 nhá. Mình sẽ cần đầu tư quân đội tí với cả nâng cấp cái mỏ vàng. Đây là kinh tế của mình sẽ khá khẩm hơn rất nhiều. Geomantic web thì là các bạn cứ chiếm một số các tỉnh như là Mirrorpool, Tech Park hay là Skagi hay là Marker Pick thì các bạn sẽ tăng sức mạnh cho thằng Hexol này. Thì các bạn hình như là, theo như mình nhớ nó sẽ tăng thêm cả lực lượng ở trong thành này. Mình nghĩ là vậy. Chưa biết được lắm, sẽ cần phải tìm hiểu tiếp. Chính nhân bao giờ nếu mình một ngày đó nhá, nếu mình kiểu thực sự làm xong game Linked Man thì mình sẽ làm một cái thông tin. Mà tin mình đi, mình không bao giờ làm xong cái bên này đâu nha. Kiểu mình sẽ chán quá bởi vì không ai xem nên là thôi. Bọn này cũng khá giàu nhở. Cái gì ấy? Tôi sẽ xử lý bọn nó đi nha. Tấn công vào Zygarde Dawn kìa. Rồi ok, tấn công vào Zygarde Dawn. Cộng 4%. Đấy, kinh kinh ấy. Trận này mệt nhở. Thôi rồi, cứ bảo vệ đã. Để mình đi xem xử lý một số việc đã nhé. Rồi sau đó là mình sẽ làm nó về đấy sau. Bây giờ thì mình có khi là sẽ cho cộng road là chủ yếu. Bởi vì chỗ này cộng road thì nó sẽ khá là tiện lợi này. Public order của mình gần sụp nữa rồi. Thôi cộng road cái đã đi. Rồi sau tình hình tình với Grobdon sau.
mày sẽ di chuyển lùi sang bên này và đấy bọn tao cái. Rồi ok, công nào. Mình lag nhỉ, thông cảm đi nhá, thông cảm tí. Bắt đầu chiến. Thì chính xác là cơ chế của bọn Noska nó cũng hơi giống với bọn Chaos nhỉ. Champion này, Great Weapons này, Spearman, sẽ đủ kiểu nữa, Mordus. Rồi ok, xem nào. Lát mình phải yên tí xem nó ổn định tốc độ vậy á. Mình sẽ có 3 skin công hot javelin ở đây thì bắn chắc sẽ được đây. Đàn hàng ra ở đây nhá, bọn mày sẽ bỏ ngay vị trí ra nhá. Thằng này mình sẽ có pháo binh và sẽ nhắc lại lần nữa rằng là mình sẽ bắt bọn nó tấn công trước được. Nói chung bạn nào không hiểu thì cứ xem lại phát trước của mình nha, chứ xem thôi kệ. Mày sẽ lùi ra đây đàn hàng ra. Bọn này kiểu như đang trong vị trí là reformation ấy, không ai kỳ đấy, nhầm thôi. Trận này là mình sẽ cho tướng của mình tham chiến luôn ngay lập tức nhá. Rồi ok, có mỗi thằng skin cohort này nó sẽ chạy. Theo như mình nghĩ thì là đây này, bọn Soul Spears này nhá, bọn nó sẽ có Predatory Senses. Thì bọn này nó sẽ kiểu là dễ lẩn loạn lắm, không kiểm soát được. Thằng này thì nó kiểu quy củ nhưng mà kém hơn một chút, sức mạnh kém hơn một chút. Quy củ chạy nhanh hơn nên là bọn nó kiểu có đội hình formation nó chắc chắn hơn. Bọn này là kiểu Predatory Sense nên là bọn nó không có đội hình nó đứng hẹp với nhau lắm, kiểu đứng loạn hết lên ý. Nên là như vậy. Mày ấy, bắn ấy, lùa nó ra đây tao ấy. Bọn này là Mordus Great Weapons nha. Great Weapons Champion đây, Champion bọn này mình chó này, mạnh cực. Từ khi cái bọn CA nó cập nhật này thì mình thấy là cũng hơi nguy hiểm đấy. Đây là những nít tướng của nó. Bắn vào đây cũng được, bởi vì là bọn này bắn chết tướng của nó ấy thì là cũng ngang bằng chết tướng bình thường. Nên là cứ bắn thoải mái đi. Nhanh cứ bắn thoải mái đi. Bắn tiếp đi, bắn tiếp đi. Bắn chung tiếp tao bọn này cái. Tấn công nha, tấn công nha, mình chia đều cái đội này nha. Tấn công nha, tấn công nha. Bọn mày sẽ cần phải xử lý cả đống ở đây này, bởi vì bọn Morris Champion thì bọn nó hơi mạnh quá đấy, sẽ cần phải cẩn thận. Ôi bộ mẹ rồi, bọn này tấn công ở một cánh ở đây hả? Mày chuẩn tấn công ở đây này, mày hỗ trợ này, con lên này, giảm tốc độ rồi giảm sức mạnh tấn công nó đi. Đấy, Curses of the Midnight Wind, mình sẽ cần làm phải làm mọi thứ để tiêu diệt bọn nó. Đánh chết thằng tướng đi nhá. Victory is in our grasp rồi. Trận này thì mình nghĩ là thằng này đánh nhau tốt nhở. Mình đang buff nó cả đống phép rồi mà, nên là mình nghĩ là sẽ sống được. Need winning slightly. Thằng tướng này mình sẽ nhắc lại nhá, nó không phải là thằng tướng cận chiến, nên là dùng phép thuật khi mà dùng phép thuật bây giờ đánh nhau cận chiến bọn này sẽ thua chắc chắn. Xong cái bên này nhá, xong à. You need losing decisively nha, you need losing nha. Mình đã thắng là mình đã chặt nha. Bọn này điều ấy, các bạn nhìn này điều ấy. Immediately thua trên mình immediately thôi, trở lại vẫn thắng thôi. Đặt cho mình chiến tiếp nha, buff thêm nữa nha. Chặt chết bọn nó đi. Mày đến quay lưng tận đây rồi. Quay lưng đây nha, mày sẽ đánh bom ra tận đây nha. Mau lên nha, mày sẽ đánh bom ra tận đây. Đi vòng ra hẳn cái này đi, bởi vì mình vẫn hơi nghi của nó đấy. Mau lên nha. Nói chung mình dùng phép để bắp mày suốt từ nãy rồi. Ủa thằng này vẫn còn chiến đấu còn phun máu ấy. Mình đánh hơi tài thật. Những người tập trung mà bắp một bên thì nó cũng hơi có đúng không gì thật. Thầy thì nhận là vậy. Nhưng mà mày có lưng lên bắn này. Tiếng hay phết nhở. Thằng này chắc là sẽ quay lại nhá, tin mình đi. Bây giờ là mình sẽ cần phải mình trước này.
không sập đội hình bọn này cái. Rồi ok, bói tan chắc nhá, mình không cần phải truy đuổi đâu, bởi vì là bọn này nó trong thành. Và khi mình đánh xong cái thành này rồi thì bọn nó sẽ chết sạch cả đám luôn nhá. Decisive victory, được. Rồi ok, thắng. Trận này auto resolve là chắc chắn sẽ thua, nhưng mà mình đã hiểu thế mạnh của mình nên chiến thắng, đơn giản thôi. Đã xong cộng 2000. Bạn nào ấy muốn sống cái kinh tế của cái bọn Wemmer này, cứ cho thằng lót nhá, đi nhặt tất cả này đi, các bạn sẽ có thừa tiền sống hết cả đời luôn, mình thề luôn. Vì vậy nói vậy đã nhá, là vậy ạ. Rồi ok, rank cộng 6. Thì mà đầu tiên là mình sẽ cho Winds of Magic này đi. Rồi thì tính sau. Ở đây sẽ từng chiêu mộ nhá. Chiêu mộ sẽ cho ba thằng này, bọn tao cái. Mình sẽ cần phải thêm kỵ binh nhá. Quân đội của mình toàn trận chiến này đánh sao được. Nâng cấp. Kệ đi. Mình sẽ đánh để đánh từ từ nhá. Chưa vội phải nâng cấp cái Hexal Holy Zikorok này đâu nhá. Bình tĩnh. Chưa vì gì phải vội cả. Ở đây thì mình sẽ có Geomantic Web Strength là cộng 2, là 2. À đúng rồi, vừa nãy chắc mình nhầm giải thích về Geomantic Web Strength ấy. Thì là khi các bạn lên level 3 thì nó sẽ cộng thêm cả bonus nữa đi. Thì level 1 thì chắc là tầm cộng 3% này, sau đấy, kiểu trừ 7% hay gì thì đó. Thì lên level 2 là tăng thêm bonus nữa nhá. Thì mình sẽ cộng trừ 15% à. Cũng được ấy. Nếu bây giờ mình cứ để đẩy thì mình đánh cứu xem gì bây giờ nhỉ? Này đi, cộng Pauling Order nữa. Đó. Thì end turn. Đơn giản vậy thôi, end turn đã. Tần tốc mình lên cái nào. Rồi ok, thêm tiền nhá, research and technology nhá, turn nữa sắp xong rồi nhá. Ritual of prognostication. Nhưng mình cần phải có cái tỉnh Mirrorpool of Topak đã. Rồi có gì tính sau. Sao làm cái gió như thế này. Mai sẽ. Mình đã không hiểu làm sao đấy. Biển này có bão à? Bão gì kỳ vậy? Máy di chuyển sang tỉnh này của ta cái. Monolith of Fallen God. Ở đây sẽ bỏ thuế thơn. Mình sẽ nhân từ tha thuế đâm một thơn nha. Tha thuế một thơn thôi. Chưa vì gì phải vội cả. Đang thừa tiền. Hoặc là vậy. Hắc sâu thì mình vẫn chưa để. Mình để cái slot này. Đừng các bạn nhá. Ở tình chính các bạn đừng có xây dựng mấy cái này. Mình nói thẳng là vậy đi. Bởi vì mấy cái này nó vô dụng. Xây tình khác được rồi. Mấy tình nhỏ này các bạn có thể xây lên level 3 được. Thì tất nhiên là nó không xây hết được level kiểu như mấy thành kiểu như thế này. Thì cái này thực sự nó không cần thiết lắm. Mình sẽ không xây này đâu nhá, không xây này đâu. Thì một số cái như kiểu như cái Geomantic Pylon này, hay là cái hay là cái mấy cái thành kiểu, hay mấy cái building kiểu này ấy. Các bạn nên tập trung xây ở trong cái thành phố lớn nhất của mình. Và đừng có xây ở mấy thành phố nhỏ. Và đừng có xây mấy công trình kiểu vô dụng kiểu như là cái Skin Favelas với cả là Skin Foraging Camp ở thành phố lớn nhất của mình là Hexal nha. Mình biết rằng là các bạn sẽ bảo nó không phải vô dụng, nhưng mà nó không đủ tầm quan trọng các bạn xây dựng ở đây và phí một slot building cho mấy cái nhà đấy nha. Enter tiếp. Mình sẽ hành quân sang chuẩn bị tiêu diệt bọn
Skaven nhá. Phát lần này mình sẽ xem thử xem mình sẽ làm cái gì bọn Skaven đã. Rồi có gì mình sẽ tính sau. Rồi ok, bắt đầu chơi đi. Mai sẽ chui lại vào đội ta đấy. Sắp loạn rồi đấy. Trừ 4, thân sau bắt đầu loạn rồi. Thân sau bắt đầu loạn rồi. Oh my god, oh my god. Mình bắt đầu lo rồi. Từ từ đi, bây giờ sẽ chưa muộn thêm cái gì rồi nhỉ. Thì mình sẽ cho thêm mấy thằng này đi. Mai, chui đấy hộ tao. Mau lên, sắp làm rồi. Thôi, mình thấy thêm lần nữa đi. Tạm thời để yên đã nhá. Để yên đã. Research available. Tạp đây là spawning. Không, mình sẽ damage for skin units. Melee defense, melee defense đi. Cái đến sẽ tiện hơn một chút. Về nhiệm vụ. Rite of Ferocity. Đâu mình tính đi. Thì cái bọn bọn này raid nó cũng hơi có giờ hơi ý, bởi vì là các bạn sẽ cần phải làm một số nhiệm vụ để mới có thể là lấy được mở cái raid Awakening hay Primeval Glory hay Sortech. Bởi vì là khi các bạn chơi cái High Elves, các bạn sẽ có thể làm quen là cả bốn cái raid này đã đều được mở hết rồi. Và các bạn hãy chọn bất cứ cái nào để làm bừa linh tài hành tinh. Thì mình chỉ có mỗi cái này thôi, thì perform raid thôi. Raid performed. Đó. Mình đã có tiền, mình cứ thẳng thích làm linh tinh. Các bạn có thể nhìn rõ ràng nhá, đây là quest với cả mission. Quest nó khác với cả mission. Ok chứ? Nhiệm vụ này nó làm linh tài tinh, các bạn thích làm gì làm để kiếm tiền mà. Còn quest ở đây là nó sẽ làm cho Lord Mazda Mundi. Thì các bạn làm cái quest này để cho tăng level mới, tăng mấy cái chức năng của Lord của mình. Và sau đó là kiếm vũ khí này. Làm mấy quest này các bạn có thể kiếm vũ khí được với cả tăng level mới và cộng tiền đó. Tiền còn nhiều hơn nhiều so với mission này luôn, mình thề luôn là vậy. Biết rằng là cái này có cộng 1500 với cả Ancient Black, hiện tại thì mình cũng không có quá nhiều đâu. Tăng tốc lên cái, thực sự bạn nào biết cái nào tăng tốc ở trong campaign nói mình cái, mình chẳng biết kiểu gì cơ, thề luôn ý, kiểu đéo biết cái gì, ngồi chơi mãi thấy chậm mãi cái đấy. New World Colony. Mình sẽ nhắc lại là mình sẽ không đồng ý đâu nhá, bởi vì là mình sẽ cần phải xâm chiếm cái bọn New World Colony này. Bọn nó không xứng đáng đây cả. Bọn loài người thối tha bẩn thỉu phải cần chết. Servant of Pulse. Được. Rồi ok. Bỏ miễn thuế ra. Thuế lại. Mau lên. Ở đây thì sẽ cần Public Order này. Tiền mình thối ra rồi kìa. Nhưng mà sao rồi, bình tĩnh. Bình tĩnh. Chưa vì gì phải vội vàng cả. Cộng 10.000. Được. Đấy, hay chưa? Các bạn có thể sống hoàn toàn dựa vào mấy cái bọn ruin này trên mấy cái treasure này nha. Kiếm tiền đủ kiểu. Cứ cử một lot đi nha. Cứ cử một lot đi. Ở đây đấy, đại nhiên này. Máy tỉnh này thân sau sẽ đủ gold để lên được cái Hexal Poly Ziggurat đấy. Enter. Enter. Bọn này nó cứ khủng khủng vào mắt mình rồi. Không, bảo rồi không. Bọn này bây giờ không, mình không hề muốn chút nào cả. Mình hiện tại là mình cứ để yên bọn nó đấy, bởi vì nó còn quá quý mình ý. Bọn nó sẽ chặn không cho cái bọn Orcs ở phía nam mà nó sẽ làm gì mình cả. Đây, bọn này vẫn còn ở đây, bọn Orcs không làm gì nữa đâu. Nha, tìm mình đi. Skagi thì có vẻ như sắp loạn ở nơi rồi, không sao cả, kệ đi. Nha. Vào đây đào ấy, trừ 2, không sao cả. Không sao, bình tĩnh. Đừng nổi loạn vội. Đừng nổi loạn vội, nhá. Đừng nổi loạn vội. Thế nào. Mình sẽ chuẩn bị tấn công vào Chortex Causeway nha. Tỉnh đấy là một trọng tỉnh quan trọng của Steven ấy. Mình tin là vậy. Mình tin là vậy. Bởi vì theo như mình nhớ trong phát lần trước thì cái bọn Skaven ấy
nó bị lộ, hình như AI nó bị bug hay sao ấy, là nó chỉ đường bọn nó di chuyển ra ấy. Thì tự nhiên là mình thấy cái lá cờ bọn nó di chuyển từ chỗ Tech Causeway ra khu vực bên dưới kia. Thì mình nghĩ là ở khu vực đấy là có cái thành của nó. Mission issued. Place spawning. À, bọn place spawning ấy, bọn nó kiểu regiments of renown ấy. Nhưng mà trong trường hợp này thì bọn nó sẽ chỉ bị giới hạn thôi. Các bạn cứ làm nhiệm vụ bao nhiêu thì chỉ chưa một được bấy nhiêu thôi nhá. Không được nhiều đâu. À mà cũng có vẻ là nhiều hơn so với cũ nhỉ. Nâng cấp thành lên level mới. Ok, 14.000 hả? Hơi lag thì nhá, các bạn thông cảm tí. Mình biết rằng là máy mình nó cũng không mạnh lắm. 30 FPS hay là 29 ý, nó cứ giật giật từ nãy giờ khó chịu vãi cái đái thôi. Thôi mày nhá. Chủ đêm một đạp ấy, mau lên. Tình này cần phải yên được đã, rồi sau đó mới tính các việc khác sau. Xem xong hành này đi, nhá. Hand turn. Mình đang thấy là mình cũng hơi có kiểu làm hơi nhanh ý, mình thấy hơi lo. Hơi lo không biết nào đây. Thôi rồi. Sau khi thằng này xong ở trên biển ấy thì mình sẽ cho bắt đầu đi tìm ruin ở trong khu vực kiểu Temple Tlancon này hay là các tỉnh khác. Nói chung là cứ để xem đã. Cộng một public order được, trade khá là ngon cho bây giờ. Đây nhá, cái này cực kỳ khó chịu nhá. Các bạn có thể thấy cái này nó xuất hiện khá nhiều lần trong campaign. Thề luôn, cái này là cái treasure là phổ biến nhất trong UMR2. Các bạn đi đâu là 90% hay 70% là cùng lắm. Là các bạn phải tìm cái này nhá. Mình thường hay là campaign mỗi phần range chú là vậy. Nó tiền không nhiều lắm đâu, nhưng mà thôi cứ lấy đi vậy nhá. Cứ lấy đi. Nếu bây giờ lót của mình chui ra ấy thì là sẽ cộng bao nhiêu? Events là 3 này. Nếu bây giờ chui chín. Ờ. Không được. Chưa đủ. Chưa đủ đi ra ngoài được. Thì là bây giờ sẽ là sequence. End thôi, tiếp tục. Campaign movement range được, thằng này di chuyển nhiều. Thế nên là chắc là nó mới cho trade này. Vào đây này, sau đó sang bên này này. Cái này nó để cần phải spawn, không phải lúc nào cũng có luôn đâu nhá. Castle Force Steel này. Sword of Strike không cần thiết này, mình cần cái sword kia hơn này. Cộng 7 á. Này hơi mệt nhá. Nếu bây giờ mình rút quân đội ra này và characters ra là sẽ là cộng 0. Nếu bây giờ các bạn lên thì nó cũng không cộng public order được. Thì nó cũng hơi là một vấn đề nặng đấy. Thôi nhá. Tưởng đâu tấn công vào đây nào. Cộng 1, à không, không à. Thôi kệ đi. Kevin phát hiện đây thì là mình sẽ đánh trận này nhá. Mình sẽ đánh trận này không biết có thành không nhỉ. Không, không có. Thì đánh thôi, fight battle.
Rồi ok, tiếp tục là cái Mask Skaven tiếp này. Thì các bạn thấy đây là cái bọn đá. Mình chưa biết mình giải thích này cho các bạn chưa nhở. Mình nhau bọn Skaven chưa? Chắc là rồi đấy. Nhưng mà nói lại đi nhá, đây là cái đá cực kỳ quan trọng với bọn Skaven. Nói thẳng là vậy đi. Các bạn có thể thấy đá này trong cái map Skaven Blight ở trong Warhammer 1. Map này đánh nhau với bọn Ghoul mà. Bạn là chơi quest của thằng Frankenstein sẽ biết được. Alo của thằng Manfred Frankenstein, ở đúng rồi. Thì nói chung là bạn thích lore của Warhammer nên đọc qua về cái đá này và bọn Skaven nhá. Mình xin nói thật luôn là cực hay luôn. Vậy bây giờ điều động thôi, thì là quân đội của mình thì hơi ít bọn Skaven nhỉ. Nhưng mà thôi rồi. Đàn trận ra thẳng nhá, mình không cần đi đâu. Bởi vì là mình chơi kỵ binh, nên là cái việc mà phải xếp đội hình cẩn thận tí nào nữa thì mình cũng không có thiết lắm. Sát deployment xong rồi nhá. Bắn đi, mình sẽ cần phải cho bọn này đi tấn công mình. Range không đủ tầm nhé. Ho lên nhá. Bắn đi cái. Bọn này là Trend Red Spears này. Cũng hơi có vấn đề chút, nhưng mà cũng không có gì nhiều lắm nhỉ. Bọn này chủ yếu sẽ lấy số lượng đánh mình thôi mà. Upkeep của nó khá là ít, phải khẳng định được vậy. Đây là Wizard, thì nó sẽ đánh cả quân đội. Đối đánh nhau bọn này, Fan Rest bọn nó không làm gì mình ở đâu. Hơ the fuck. Chúng lui về nha, chúng lui về. Nên lui slide mình nha, mày sẽ lui về đây nha, lui về đây, chạy về đây, chạy về đây mọi. Bọn này làm gì? Đây là mình cực ghét cái bọn này nhá. Toàn tấn công linh tay, tinh mà chẳng có cái gì. Nó phá sạch đội hình của mình luôn. Phải khẳng định như vậy đi. Đây quân đội của mình đây, nó bị tan nát đội hình ra luôn. Và cái ổ ở đây thì nó cũng hơi mệt người thật. Blessed with Fields là sao? The fuck? Một cái đặc điểm của bọn Skaven là cứ đánh chết một thời gian là nó sẽ quay lại luôn. Thế luôn, khó chịu vãi cái đái này. Khó chịu cực. Tâm của bọn Nightrunners này sẽ cao hơn mình đây. Thôi rồi, mày sẽ đi lùi đây nhá. Bọn này nó sẽ có cung đấy nhá, nên là chạy ra đây mau lên. Đờ mà thôi vậy, bọn mày thì công lên đây đi, không là sẽ có hơi nguy hiểm đấy. Mình tính nhá, mình sẽ bắt đầu động quân đội lên thôi. Thành công rồi, tấn công vào tường đi nhá. Tấn công cái bên phải của mình hơi yếu đấy. Có khi là thôi, các khủng long bên này chắc là không xa đâu. À không, cái bên phải của mình không quá yếu đâu. Mày tấn công ra đây nhá. Tướng đâu? Mày sẽ phục hồi máu này nhá. Rồi, cái bắt đầu đi. Lại spawn tiếp. Đủ nào rồi. Không sao cả, sao. Tấn công tướng nó đi. Dù gì chất lượng của mình sẽ cao hơn. Con người đấy không được để chết nữa đâu. Mày cứ để chết nhiều này thì hơi nguy hiểm đấy. Đấy, chỗ này đánh mới chết này. Bọn này sẽ bị trừ cả armor đủ kiểu được. Đấy, xong chưa? Con người đấy cho một con nó đi cái. Bên này nào. Và bây giờ bên này quân đội bọn nó đang chết khá là nhiều. Bởi vì bọn nó Skaven. Và rồi, quá kém để có thể làm gì mình. Không đi đâu cả. Trời ơi, máu này đi. Thằng tướng ở đâu? Đây, giết tướng nó đi. Nó lên. Cho ba thằng ở đây thì nó cũng hơi khó. Mày, con ở đây này. Bắn ở đấy này, mày sẽ chuẩn bị tấn công sang bên này này. Long của mình vẫn đang tấn công Hunter này, cũng được ấy. Long vẫn phải cố lên đâu. Đá tiếp bọn này đi cho mình chết chắc rồi nhá. Thằng này mất kiểm soát này. Không chưa nhá, mày tấn công ra đây nhá. Có mình không tới.
Ok nhá, mày sẽ tấn công sang bên này để hỗ trợ vào đấy. Thôi tấn công đấy. Chết mỡ cái bọn này cứ chạy đi chạy lại. Wizard á. Ở thằng Wizard này đâu ra nữa đấy. Hãy xử lý nó đi. Hỗ trợ đi bọn này. Bên này bọn nó sắp thua rồi này. Mình đã bao vây toàn bộ các cánh bọn nó rồi. Cánh bên giữa trung tâm bọn nó vẻ đang gần nát tới nơi nhá. Ở đây thì tưởng chúng mình sẽ phải công rút vào đi. Mà khổ nỗi thằng này nó không có trade để đi đi cận chiến nữa cơ. Nếu có trade, đây nếu có kiểu skill để đi cận chiến ý, mình sẽ sẵn sàng đầu tư ở đấy luôn nhá. Xử lý tướng đi. Đây là Agit Gracia. Bình tĩnh đã, mình cần phải đi lượn ở đây xem thử xem có gì cho mày. Mày tấn công vào đây, mau lên nào. Rồi bây giờ nói gì đây đấy. Này, ở đây nó hơi bị mà sẽ đuổi cho bọn này nhá. Ra đây hỗ trợ nhá. Mày sẽ ra đây hỗ trợ. Tấn công này nhá. Bọn nó sẽ quay lại mà. Mình xin thề bọn nó sẽ quay lại. Nhưng mà không bao giờ quay lại mới là vấn đề. Bao vây ra đây. Mó lên. Thằng này nó đứng chỗ này. Mấy cái đường vuông là các bạn biết rằng là nó đang không tấn công hay không làm gì cả. Thì cố gắng mà để ý trên trận chiến đấy nhá. Bọn nó không làm gì thì mình sẽ không có nguy hiểm quá đấy. Sao nó vẫn còn nhiều phù thủy nhỉ? Thằng kia là agent hay sao ấy? Chính là mình nghĩ là các bọn chạy nhanh hơn cơ, cuối cùng là không phải. Chạy đi. Quả lại hết cái đám này. Khó xin mãi cả. Bên này hỗ trợ này. Tưởng đâu mày ra đây mà. Một máu có chứ. Nói chung đi tạm được mình ra. Sắp thua rồi, xong. Chiến thắng. Đơn giản. Ôi trời. Nói chung là trận chiến này là kiên trì để chiến đấu mà. Mà nó chán quá, bỏ ngay mà. Chứ trận này là mình thắng ngay từ đầu. Decisive victory, xong. Rồi ok, chắc này rất nhiều ấy nhở. Hai nha. Điều. Đây, rồi ok. Thành này sẽ có phòng thủ nhá. Vậy thì có nghĩa rằng là mình sẽ không phải lo gì nữa việc phòng thủ thành này nữa rồi. Bởi vì nó xây sẵn một cái công trình phòng thủ ở đây là King Lookout. Thì nó sẽ thêm một số unit vào đây. Và thêm cả cái thành level 2 nữa. Thì mình nghĩ là sẽ có lực lượng khá đông đủ để chặn được bọn Kevin. Tiếp theo sẽ là Mirrorpool of Topaz nha. Sẽ cùng xử lý cái tình đấy đi. Thôi rồi, vậy thôi nhá. Hôm nay video sẽ dừng ở tới đây thôi. Bởi vì hôm nay mình sẽ không quay lâu được. Thì các bạn thích video thì hãy like và subscribe ủng hộ của mình. Vậy đó, thôi, bye bye. Dave.